Lắp ba ga giữa cho BZ One như thế nào? Tiếp tục lên một cái ba ga giữa cho các bạn xem nhé. Thì Adbiker đã quay rất là nhiều clip rồi, nhưng mà hôm nay sẽ quay lại nhé. Vì lý do là các bạn lắp về là hay bị lắp ngược. Cái này không phải là lắp ngược mà là các bạn hay lắp vào cái lỗ của cái con ốc dàn áo. Thì thực tế là bên Adbiker đã làm hai lỗ, thì các bạn có thể bắt lỗ nào cũng được nhé. Nhưng mà để tối ưu nhất thì các bạn khoan giúp mình một lỗ đây. Các bạn khoan giúp mình một lỗ đấy nha. Nếu như không tự tin thì các bạn có thể dùng cái thước đo giúp mình cái khoảng cách từ cái tấm lỗ đến cái chỗ khoan là 2,5 cm nha. Đây, như Adbiker quen rồi thì không cần đo, tại vì bên mình làm nhiều quá rồi nên là tự ướm được nhá. Thì theo kinh nghiệm của mình thì cái lỗ này là 2,3 cm cách từ cái tấm. Là khi các bạn mở cái tấm ốp dè này lên thì các bạn sẽ thấy đây này 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 này, thấy không? Khi mở lên sẽ thấy một cái lỗ đó nhá. Đây. Rồi sau đó Adbiker sẽ lắp cái dè này vào, lắp cái miếng nhựa này vào. Thì này là cái miếng che ốp ở giữa sườn xe. Thì ở trong cái lỗ này là cái bỏ một cái con chêm nhá. Con chêm Adbiker đã cho sẵn rồi. Thì các bạn cứ chêm vào nhá. Đây này. Để cắt cái tay ra đi. Đó, thấy không? Đấy, này là cái con chêm này. Thì Adbiker đã cho sẵn rồi thì các bạn bỏ vào như vậy nhá. Cho cái đầu ngắn nó quay lên trên, cái đầu to nó sẽ quay xuống dưới. Vậy là nó sẽ vừa. Thì đây là đang lắp trực tiếp vào cái sườn xe. Các bạn nhớ lắp lại cái con ốc zin nhá. Sau đó là sẽ lắp cái con ốc 6 ly, ốc Adbiker đã cho sẵn này, ốc inox. Rồi nha, sau khi lắp xong rồi thì các bạn sẽ lắp thêm hai cái con ốc hai bên này nữa. Hai con ốc này thì các bạn sẽ quay từ ngoài vào đi. Tại vì sao? Thêm cái con lông đen nữa nhá. Thêm con lông đen nữa thì khi đó là sẽ đỡ bị cẩn cái da nào nhất. Tại vì có một số bạn là quên lắp cái lông đen á, thì cái con ốc nó khá là dài. Ốc này là mình làm là khá là ngắn rồi. Nó có 1,6 thôi, 1,5 cm. Thì lắp thêm lông đen nữa là được. Các bạn sẽ lắp được ok nhé. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Xong cuối cùng thì siết chặt một tí nữa. Nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy comment phía dưới. Adbiker sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.